lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, bếp dập miệng rộng thế hệ mới Magic Eco AC138 sản xuất tại Thái Lan. Mở máy nhanh chỉ với một thao tác bật công tắc. Trục xoắn đặc biệt kết hợp cùng lưới lọc 2 tầng, ép kiệt nước thực phẩm cho lượng nước ép nhiều hơn gấp 6 lần. Với thiết kế đặc biệt, ống cấp thực phẩm có đường kính lớn lên đến 80mm, giúp ép được nhiều thực phẩm hơn, từ đó tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Cùng với công nghệ ép lạnh đột phá giữ trọn vẹn dưỡng chất bên trong thực phẩm, công suất máy lên đến 200W, ép liên tục trong 20 phút với 55 vòng xoay mỗi phút. Máy ép chậm miệng rộng thế hệ mới Magic Eco AC138 giúp giữ nguyên hương vị, bảo toàn các loại vitamin, dinh dưỡng trong thực phẩm, đem đến những ly nước ép thơm ngon sánh mình cho cả gia đình. Phụ kiện được làm từ nhựa PPA free, an toàn cho sức khỏe và có độ thẩm mỹ cao. Chỉ với vài thao tác trong chưa đến 3 giây, bạn đã có thể lắp ráp hoặc tháo rời máy và vệ sinh nhanh chóng. Kích thước tinh gọn cùng ngoại hình bắt mắt tạo điểm nhấn sang trọng và ấn tượng cho không gian bếp.